sư giúp con hiểu phước thiện của việc hành thiền. Thưa với quý vị, đó cái việc chúng ta hành thiền á, nó có hai cái hai trường hợp. Một là mình hành thiền mà có chứng thiền. Hai là mình hành thiền mà mình không có chứng thiền. Nếu như mình hành thiền mà có chứng thiền á, tùy theo cái tầng thiền mình chứng thì khi tái sanh, khi mà mệnh chung á, nếu mình không bị mất thiền thì mình sẽ sanh về cái tầng thiền, cái tầng phạm thiên tương ứng đối với tầng thiền đó. Đó là một quả báo lớn chứ không phải quả báo nhỏ. Đừng có sợ là lên cõi phạm thiên rồi đó là mình không còn nghe Phật pháp, trừ khi mình đi về cõi phạm thiên vô sắc giới. Chứ còn mà mình còn ở phạm thiên sắc giới đó thì các tầng thánh ở đó cũng nhiều lắm nha, các vị thánh ở tầng thiền sắc giới nhiều lắm, thành ra không có lo. Cái thứ hai á là mình tu thiền mà mình chưa có chứng thiền, thì cái việc mình tu thiền chưa chứng thiền á, mình vẫn sẽ tạo nghiệp thiện dục giới. Mà cái thiện nghiệp thiện dục giới đó có được là nhờ mình sống trong một cái khoảng thời gian dài với một cái nội tâm có định nha, một cái nội tâm có niệm, một cái nội tâm ly tham, một nội tâm ly sân, một nội tâm ly si đó. Rồi mình sống trong cái điều kiện là thiểu dục và muốn hành thiền mình phải giữ giới nữa, cho nên là mình sẽ sống trong một giai đoạn là mình có giới. Thì chính những cái thiện đó nó sẽ cho mình quả báo tốt đẹp ở đời sau, mặc dù là mình chưa có chứng thiền gì cả. À, về cái vấn đề này không biết là hai vị có bổ sung gì hay không? Mời sư Xin Tuệ mời Đức Đức Tuệ Tường ạ. Dạ mời sư Tuệ Tường. Này Dạ mới anh chính ra thưa đây. Đức. Dạ xin xin tiếp nối cái phần trả lời của Đại Đức Hành Tuệ. Dạ thưa quý vị, Đức Hành Tuệ nói về cái vấn đề thiền cũng khá là đủ rồi. Ở đây sư chỉ xin thêm một số điểm thôi để cho quý vị có nghĩa là cho quý vị để quý vị hiểu rõ thêm ý của Đại Đức Hành Tuệ là như vậy. Có nghĩa là ý Đức Hành Tuệ là khi mình mà chúng ta mà nói chữ hành thiền á, ở đây thì quý sư á, ở đây thì thường quý sư nói các vấn đề mà những cái thuật ngữ mà Phật giáo giống như là hành thiền hay giác ngộ, đúng không? Thì quý sư đều 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 nói trong khía cạnh gọi là kinh điển Nikaya hoặc là Tam Tạng Pali. Thì cái chữ hành thiền đó, Đại Đức Hành Tuệ muốn nói với vị đó chính là khi mà nói chữ tử thiền đó, là có hai hai loại thiền thứ vị trong phần trong trong kinh điển có nói hai loại thiền, đó là thiền thiền chỉ là thiền Samatha và thiền tuệ là thiền Vipassana. Để Đức Hành Tuệ cũng đã nói vừa nói cho quý vị hiểu rõ về khi mà nếu quý vị hành thiền chỉ mà nếu đạt được những thành tựu thì quý vị sẽ được làm phạm thiên ở cõi sắc giới. Nhưng mà có một chi tiết là Đức Hành Tuệ mới nãy nói sư muốn nói thêm cho quý vị để quý vị hiểu rõ sáng tỏ là Đức Hành Tuệ là gì như vậy nè. Cái việc mà quý vị hành thiền mà quý vị trong kiếp này quý vị chưa có đắc được tầng thiền nào á, chưa đắc được tầng thiền nào thì cái đó đó nó là cái nhân rất là tốt thưa quý vị. Nhân tốt như thế nào? Xin thưa quý vị, ở trong thanh tịnh đạo của Xuất Thí Mắt Gá thưa quý vị, thì lúc chúng tôi đọc đây có một cái chi tiết chúng tôi rất là ấn tượng như vậy, là khi một hành giả mà hành thiền chỉ tức là thiền Samatha đó, trong đó có một đoạn như vậy: nếu hành giả đã từng nghĩa là trong trong các cái quá khứ đã từng hành 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 đã từng hành thiền rồi đó, đúng không? Thì khi mà nhìn vô một cái đề mục á, đây ví dụ bây giờ đề mục cái casino đi thưa quý vị ha, một cái casino đi, thì cái quan tướng á, nó sẽ dễ dàng nó nhận nó khởi lên đó đó. Bây giờ đất rất là quan trọng thưa quý vị, cho nên đừng có, nếu quý vị mà không có nghĩ bị đâu thôi giờ hành mà không đắc thì nó không đắc thì nó không được gì hết, cho nên là thôi mình nó mình cũng chẳng không có ý nghĩa gì, cái đó không đúng thưa quý vị. Nó là cái nhân, quý vị hiểu không?
Tại vì á, nếu quý vị không gieo duyên á, gieo duyên như vậy á, thì ngay từ bây giờ thì quý vị muốn mong muốn mà đòi thành thiền Samatha, quý vị nói là sao sao con ngồi con qua bên trường thiền Ba Ốc đi, ngài thiền sư dạy con niệm hơi thở, thấy phải thấy nếp tá, thấy quan tướng rồi á, nhưng mà sao con ngồi 3 4 giờ, con ngồi 4 5 tiếng luôn sư, mà con ngồi mà không có thấy được. Xin thưa quý vị, cái vấn đề này là chúng tôi nghe rất nhiều vị đó, như vậy đều nói như vậy đó, mà chứ không phải là ít đâu đó, bây giờ do trong quá khứ đó bị chúng ta quá khứ là không có từng giao duyên với phương pháp mà đề Samatha, cho nên là khi mà nhìn vô địa mục nó khó mà khó mà nổi lên quan tướng được đó. Còn cái vấn đề khi mình thiền thứ hai là thiền tuệ, thiền tuệ thì cũng tương tự như vậy thôi quý vị. Ví dụ quý vị cũng chưa được, khi mà quý vị chưa đắc đạo quả đúng không, thì quý vị cũng gieo duyên, gieo duyên các tầng tuệ đúng không? Thì trong trong chú giải có nói là nếu quý vị ngay cả trong hình thiền tuệ quý vị mà chưa đạt đến đạo quả, quý vị đạt thí dụ mà tối thiểu đi, quý vị tối thiểu đạt tối thiểu đi tới tuệ sanh diệt là tuệ thứ tư, còn gọi là cái đó còn gọi là tiểu tu đà hoàn thưa quý vị, chu lá sô tá banh na đó. Thì nếu quý vị duy trì nghe, khi biết rõ chữ vị nghe, quý vị phải duy trì trước khi đến khi cần tử nghiệp nha đó, tương tự như cái tầng thiền chỉ cũng vậy, chứ không phải quý vị nói tu đắc một cái xong là sanh phạm thiên, đó không phải nha, quý vị phải duy trì cái trạng thái đó lúc đến lúc cần tử, thì quý vị phải tái sanh về cái cõi tương ứng. Thì tương tự như vậy, thí ví dụ quý vị tu mà quý vị đạt tới tuệ sanh diệt đúng không, thì á ngay trong quý vị duy trì được cái cận tư nghiệp, thì ngay trong cái kiếp kế kế tiếp nha, kế tiếp vị nha, quý vị sẽ không tái sanh bốn đường ác đạo, nhưng mà kiếp kế tiếp nữa thì không xác định đi đó. Ở đây thì sư cũng xin trình bày rõ thêm quý vị xem hiểu được cái chữ hành thiền đó. Thì chữ hành thiền thì nếu mà nói về ba cái loại phước thì thuộc về phần phước trí thưa vị, phước trí nó vun bồi trí tuệ cho mình. Dạ xin kết thúc câu trả lời đây, không biết hai đứa có bổ sung gì thêm không. Dạ. Bây giờ chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.